hoán đổi lối đi ở nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ vào cuối tháng 9. Đến cuối tháng 9, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ sẽ được trả lại hiện trạng phần giữa. Trước đó, cửa ngõ quan trọng phía nam thành phố Hồ Chí Minh này đã phải rào chắn từ ngày 8 tháng 2 để thi công đốt hầm kín. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông cho biết, hiện tại tiến độ xây dựng dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cửa ngõ quan trọng phía nam thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh. Theo Ban Giao thông, tiến độ cụ thể của toàn bộ dự án đến nay đạt khoảng 63%, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng ngoài hầm chui số 2 HC2 trước ngày 31 tháng 7 và tổ chức giao thông để thông xe trước nhánh hầm HC2 trong tháng 8. Việc xây dựng phải hoàn thành thông xe nhánh hầm số 1 HC1 trước ngày 31 tháng 12. Ban Giao thông cho biết thêm, cửa thầu xây lắp số 1 hầm HC1 và phần đường giao thông do liên danh Cienco 4, Trường Sơn, Trung Chính, Thành Phát làm với mức đầu tư hơn 252 tỷ đồng. Còn cửa thầu xây lắp số 2 hầm HC2 và trạm bơm do liên danh Thuận An, Thăng Long, Hải Đăng làm với mức đầu tư 262 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An tham gia làm 40% gói thầu này, 105 tỷ đồng, đã bao gồm dự phòng và các loại thuế phí. Cuối tháng 9 này, Ban Giao thông sẽ tháo rào chắn giữa giao lộ gồm cả hai hầm chui để trả lại hiện trạng như trước kia, giúp việc đi lại của người dân trở lại bình thường. Đối với các đoạn còn lại vẫn tiếp tục làm, tập trung phấn đấu thông xe toàn dự án vào cuối năm nay.